Ngoài rau cá trê đây thì vây cá trê cũng là một trong những cái cơ quan cảm giác các bạn, tại vì chỗ nào có mạch máu tới nuôi thì chỗ đó có thần kinh. Ở đây mình động thử nè, hồi nãy mình động thử nè, đó, làn cá nó vận động liền các bạn.